lần. Vâng, như cũng đã hẹn với quý vị là ngày 8 Tết, em 8 hết Tết, 8 sẽ khai xuân. Hôm nay bắt đầu em giới thiệu gọi một số mặt là khai xuân giống như một tuổi cho quý vị. Thì hôm nay em sẽ làm trong vòng tổng cộng khoảng độ 8 đến 10 clip cho quý vị. Với kênh của em thì em không như các kênh khác, kênh của em thì như các bạn biết rồi, em sẽ giới thiệu khoảng độ 60-70% cho mặt hàng, chứ không có cho tặng một số bộ nào cả. Để bỏ mic nhé. Bỏ mic thì nói cho nó là thân hợp lý. Đấy. Em cũng có bác đi số mặt hàng này. Em cũng có bác đi một số cái mặt hàng như em đã giới thiệu trước ấy. Trước thì em có giới thiệu cho các bác một số cái mặt hàng. Thì lời đầu xuân thì cho em xin phép được chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị sang một năm mới an khang thịnh vượng, và năm mới thì phát tài phát lộc, kiếm được thật nhiều tiền. Bác cứ có tiền kinh tế đầy đủ thì bác mới ủng hộ em Tuấn được. Còn trong năm cũ thì có một số bác nào đã đặt hàng hoặc là đặt hàng bị lỗi hay như nào, hoặc là chưa hỗ trợ được nhau thì các bác cứ liên hệ nhé để hỗ trợ tiếp. Và những bác nào mà đã đặt hàng muộn em không giao được thì các bác thông cảm, xin phép, bởi vì là không ai không muốn bán hàng cả, hiểu chưa? Bán hàng rồi thì không ai không muốn bán hàng, nhưng mà các bác đặt em nó quá muộn, bác đặt đã tầm 23 Tết đến 25 Tết thì em không thể giao được cho các bác ở xa. Vì tại sao? Giao ở xa đến nơi các bác không bay hàng nó trục trặc, thế là tự nhiên ăn cái Tết nó mất ngon, thông cảm. Còn bác nào mà đã lấy rồi thì thôi, còn không thì tiếp tục ủng hộ em. Sang đầu xuân đây thì em sẽ mở hàng và chắc chắn là em sẽ giảm giá. Cái mặt hàng của em ở trên kênh em đã báo giá rồi, thì sau đây em sẽ giới thiệu lại cho quý vị. Em sẽ giảm giá trực tiếp trong năm nhé, để cho im lặng bớt đi. Đấy, đấy. Thì báo cáo các bác là những cái mặt hàng như những đôi loa như này hay những chiếc đẩy như này thì đều có ở trên clip trên kênh và đều có bản test giới thiệu cho quý vị lâu rồi. Nhưng hôm nay là khai xuân đầu năm thì em sẽ giới thiệu rất là nhiều mặt hàng, chứ không nhất gì một mặt hàng. Và các bác chú ý hộ em là kênh của em Tuấn là test loa bạ đâu test đấy nhé. Em nói luôn là câu này ạ, chỗ nào em test chỗ đấy, chứ em không đưa vào một cái phòng nó tiêu âm. Nếu như cái phòng này em dán hết nỉ, dán hết tiêu âm cách âm ấy, thì bác ơi, chất âm nó lên nó ngọt ngào lắm, nó hay lắm, nhưng về nhà bác nó hơi chối nhé. Này để bác nhìn này, nhà em test cứ mở cửa, chỗ nào bạ chỗ nào em test loa chỗ đấy cho các bác. Mỗi một kênh có một cách khác nhau nhé. Em test như thế thì các bác cảm thấy nghe được vào tai các bác thôi, chắc chắn là hơi cứng, hơi đanh, hơi cứng tai, nhưng về nhà bác nó sẽ hay. Còn nếu mà em xử lý phòng hát, phòng thu thì thôi, bây giờ giới thiệu rồi. Đầu năm thì chúc các bác rồi. Với con đẩy này thì em đã giới thiệu cho bác rồi, là riêng con đẩy này là con đẩy 4 kênh. Con đẩy 4 kênh, nhưng cái logo đằng sau do anh em nó tẩy mất. Thì con này các bác nào lấy thì lấy, còn không lấy em vẫn dùng mà. Em dùng từ trước Tết, em giới thiệu rồi. Con này ở trên kênh em đã giới thiệu cho bác là 9.8 đấy. 9.8. Con này 4 kênh. Hiện tại đây, một mình nó nhá, một mình nó đang đánh như vậy này. Bác nhá. Nghe em mở thử cho các bác đã. Nhá. Một mình nó đang đánh này. Mất một loa này, mất hai loa này, còn súp này, lấy đánh súp này, này, mất súp luôn này, bác thấy chưa? Riêng con đẩy này bao cho các bác đánh hai đôi bát 40 rồi hai con súp 50, đây là súp 50, đánh thoải mái nhanh, được chưa? Đây, súp này, đấy, được chưa? Súp này, còn đây là bát 40 này, đây bát 40 này, đấy, thì em chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Với con đẩy này thì báo cáo các bác là con đẩy này em đã khui hàng cho bác rồi. Bộ tản nhiệt đằng sau của nó toàn đồng thôi, nguyên đồng. Nói chung là con này thì riêng các bác làm sự kiện khỏi phải nghĩ, chỉ cần duy nhất một con này, hoặc là các lắp cho hội trường, nhà văn hóa hoặc vân vân, tóm lại là riêng con này thì khai xuân đầu năm trên kênh là 9.8 triệu. Khai xuân đầu năm em sẽ giảm cho bác. Nhá. 9.8 triệu. Khai xuân đầu năm em sẽ giảm cho các bác. Khai xuân em ghi chữ khai xuân vào đây nhé. Còn hết khai xuân là em thôi đấy bác nhé. 9.8 triệu. Tặng em cho để cho bác 7.9 triệu thì thần tài nhé. 79. Ok chưa? Đấy là ngày khai xuân. Đấy. Cũng như con vang, những con mic này, con mic vỉ tím này báo cáo các bác là còn duy nhất một con này thôi. Em vừa dùng Tết xong hát Tết. Con này cũng chạy Tết cho bác test chán này. Riêng con này thì chạy nhiều rồi. Ngọn. Riêng con mic Bayer vỉ tím này V600 này trên kênh em giới thiệu là 2.9 triệu. Hôm nay em mở hàng đầu năm cho các bác nhé,
mở hàng đầu năm cho các bác nhé. 2,9 triệu mở hàng đầu năm cho các bác 2,2 triệu nhé, khai xuân mãi mãi đi. Ở thôi 21 đi, mãi nhất đi 2,1 triệu nhé, mãi nhất gọi là bớt cho các bác 800 rồi. Ở những cái này cái giá trị nó thấp đấy thôi nhé, mở hàng cho bác mà còn đúng duy nhất một bộ. Còn một model nữa thấp hơn này, hát không khác gì này, nó rẻ hơn, nó là 2,8 triệu thì sẽ giảm cho bác 1,9 triệu. Chút nữa em sẽ giới thiệu clip sau. Em sẽ giới thiệu nhiều mặt hàng chứ em không chọn một hai mặt hàng em giới thiệu đâu. Em giới thiệu tất, chỉ còn một số các bác là một số kênh các bác là bác chọn một số. Ví dụ như đôi loa Watford Pro này thì riêng đôi này còn duy nhất một đôi nhé, còn duy nhất một đôi. Đôi này đã chơi test cho các bác, test cho các bác ok quá đỉnh rồi. Còn duy nhất một đôi nhé, bác nhìn này. Bụi tấm còn nguyên trong này này, nhìn chưa? Con này trên kênh mức giá 13,9 triệu. Ok chưa bác? Trên kênh 13,9 triệu, khai xuân để cho bác 12,9 triệu nhé, giảm cho hẳn 2 triệu nhé. Khai xuân để cho nó mở hàng lộc may mắn đầu năm 13,9 triệu này, 10 còn 12,9 triệu để hẳn bác 11,9 triệu nhé. 11,9 triệu, ok chưa? Khai xuân. Em Tuấn chơi kiểu đấy cơ, em báo giá cho bác, em bán hàng kiểu đấy và còn duy nhất một đôi. Em đã test cho bác, test ok hết rồi nhé. Duy nhất một đôi nhé. Đôi này không hay không lấy tiền. Tiếp tục xuống đây con đẩy này nữa. Thì con đẩy OHB này, con này là con đây là con súp, súp bát 50 đang chơi nhé, súp bát 50 đang chơi bác. Dòng này bác chơi sân khấu sự kiện ngoài trời ok. Súp bát 50 trên kênh có clip khui hàng rồi, giới thiệu là 5,9 triệu rồi. Nhá, 5,9 triệu rồi. Bớt cho bác. Riêng con này thì bao cho bác đánh ở nhà, phòng rộng thế nào thì rộng, sân ngoài bãi, sân hội trường ok. Khai xuân để cho bác nhé, 5,9 triệu rồi. Em khai xuân em để cho bác 4,9 triệu. 4,9 triệu thì không thích, 4,8 triệu đi. Em ghi chữ khai xuân với nhá. Ghi bé vào đây được. Khai xuân 4,8 triệu nhá. Được chưa? Khai xuân 4,8 triệu, để cho bác 4,8 triệu. Con súp hơi bát 50. Đấy. Và con bên này cũng vậy, đây con súp hơi bát 50 em đang chơi này. Bác nhìn em kéo này nhá. Đây, con súp hơi này, hai con này y như nhau. Con Bose TH Audio mức giá của nó cũng là 5,8 triệu. Thật ra hai con này nó chênh nhau 100.000, tại vì em sợ các bác lẫn model nọ lẫn model kia thôi, nó không khác gì nhau. 5,8 triệu được chưa? Em cũng giảm giá cho bác thích con Bose này thì bác lấy con Bose này đấy. Em để cho bác rồi, giảm hẳn một chiếc thì 5,8 triệu thì sẽ còn 4,8 triệu, còn 4,7 triệu đi. Khai xuân 4,7 triệu. Một con súp hơi bát 50 nhé. Súp hơi bát 50 đang thoải mái, thấy chưa? Em là chơi kiểu bán rõ ràng thế chứ em không giấu hàng đâu, em không quan tâm hàng đâu. Em là em có gì em quay hết. Đây là súp kép bát 40. Được chưa? Súp kép bát 40, một chiếc này các bác nhé, các bác có thể đi chơi trường sân khấu thì để hai bên, còn không thì đấy, một đây là súp kép nhá. Một chiếc này gồm có hai con bát 40 này. Thì trên kênh em đã giới thiệu cho bác là trên kênh là 6,8 triệu đây này. Thì em ghi, em dán sẵn thêm này để em ghi khai xuân 6,8 triệu, được chưa? 6,8 triệu. Để cho các bác mức giá giảm 1 triệu, 5,8 triệu đi. Khai xuân 5,8 triệu. Ui trời trời, cho các bác thêm tí nữa lọc lá đi. Gọi là xem nào, năm mới 5,6 triệu đi. Ui 5,2 triệu đi. 5,2 triệu cho sướng nhé. 5,2 triệu một chiếc. Riêng một chiếc này hai con súp kép bác 40 nhé. Con này đã có clip khui hàng trên kênh rồi. Clip khui hàng trên kênh rồi. Ok chưa? Mà xóa hẳn đi đúng không? 5,2 triệu, 5,1 triệu thì thế thì 5. Ui 5 triệu cho nó tròn đi. 5 triệu nha bác nhé. Sướng chưa? Giảm hẳn 1,8 triệu. Ok nhé. Sang đến đây. Đây là em chỉ quay nguyên ở ngoài tròi này, còn ít làm quay cho các bác thôi. Còn trong nhà em sẽ quay tiếp tất cả. Đây là con đẩy QSC Audio. Con QSC này đã có clip khui hàng trên kênh rồi. Con QSC Audio này trên kênh đã giới thiệu cho các bác mức giá 4,8 triệu trên kênh rồi. Thì khai xuân để cho bác 2,9 triệu này. Em ghi hẳn chữ khai xuân đi. Khai xuân để cho bác 2,9 triệu nhé. 2,9 triệu con đẩy QSC này. Con này các bác chơi cứ dòng bát 30, bát 25, hàng xịn, chơi thích lắm, phê nhá. Chú ý hộ em, QSC nhá. Đấy. Còn xuống phía dưới đây.
À, thì đây là con đẩy con đẩy gì đây? Con đẩy H600. H600 trên kênh là 4,8 triệu nhé. H600 trên kênh, con này bác phang bát 30 30 40 cho em thoải mái, 30 nhé. 30 phang, 30 là phang hay nhất, nó dày nhất. 30 25, 25 còn mấy đôi liền cơ. Nhưng mà đây là hàng chất của nó. H600 4,8 triệu. Thì báo cáo các bác là 4,8 triệu, để cho các bác xem nào. 4,8 triệu em để cho các bác. 4,8 triệu em Tuấn để cho các bác giảm 1 triệu đi, còn 3,8 triệu. Ui, khai xuân để hẳn cho các bác xem nào. 36 đi. Khai xuân nhá. 36, khai xuân 36. Và con đẩy dưới cùng này là con này thì chính thức là em để em dùng. Nhưng mà báo cáo các bác là bây giờ là nó lại liên quan đến nhiều cái phải chia sẻ đấy. Nên thành ra là con này trên kênh em báo bác là 5,9 triệu, con này đẩy 4 kênh. Mỏng dính, mỏng nó chỉ tầm 5 phân thôi, 4 kênh. Nhưng báo cáo các bác là em sẽ để, em Tuấn sẽ để cho bác 4 kênh thế nào. Sẽ để cho các bác đẩy 4 kênh này. 5,9 triệu, để cho bác 4,9 triệu đi. Mà 4,9 triệu không thích. 48 á. 48. 48 49. Ôi, để cho các bác 4,6 triệu đi. Khai xuân. 46. Cái đầu 4 nó không thích, mình xích số 4 giảm nhiều quá, em lỗ nhiều quá. Thôi thì 39 đi. Khai xuân này, bởi vì cho các bác thêm mấy cái chân rắc cắm. Con này đằng sau là chân rắc vuông. 39 đi, chân rắc vuông cho bác mua. Ok. Khai xuân nó nhiều quá. Ok chưa? Đấy, hẹn các bác clip sau.